Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tam thất là một loại thuốc quý nhưng mà lại có vị đắng và rất là khó uống. Bên cạnh đó thì tam thất nam hay tam thất bắc có những công dụng khác nhau và giá tiền cũng rất khác nhau. Vậy thì tìm hiểu về cái cách để sử dụng loại thuốc này như thế nào cho nó hợp lý chính là chủ đề mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng trò chuyện với quý vị và các bạn, và xin được giới thiệu chuyên gia của chương trình, phó giáo sư tiến sĩ Phùng Hòa Bình, là trưởng bộ môn dược cổ truyền Đại học Dược Hà Nội. Xin kính chào phó giáo sư. Thưa phó giáo sư ạ, tam thất thì có những ích lợi gì ạ? Nhất nói chứ tam thất là một cái từ mà hiện nay người ta sử dụng rất nhiều và dân ta rất quen rồi. Tam thất là vị thuốc rất quý, được sử dụng từ lâu đời rồi. Và quý thế nhưng mà hiện nay dân ta có điều kiện là sử dụng cũng rất nhiều. Và tam thất thì chúng tôi phải chia sẻ nhiều lại, bởi vì thứ nhất là tam thất bắc. Tam thất bắc là một cây mà họ hàng rất gần với cây nhân sâm. Vâng. Cây nhân sâm là một cây ta biết rất là quý và nó hạn gần. Trên tác dụng của nó có hai tác dụng chính và được sử dụng. Thứ nhất là tác dụng về mặt đông y, người ta gọi là một cái thuốc cầm máu. Khi bị chảy máu và gây cống ứ huyết nào đó và gây phá vỡ các mạch máu chỗ khác, thì lúc đó ta dùng tam thất để cầm máu, gọi là khứ ứ chỉ huyết. Tác dụng thứ hai là họ hàng gần nhân sâm, cho nên có tác dụng bổ theo kiểu nhân sâm. Đặc biệt tam thất được dùng làm vị thuốc rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh. Người ta gọi trong cái văn cổ được nói là nó tác dụng là tẩy huyết cũ sinh huyết mới ở phụ nữ sau sinh, thì tác dụng ấy là rất cần thiết, rất là tuyệt vời cho phụ nữ sau sinh đẻ. Vâng ạ. Thưa phó giáo sư, bạn Hoàng Trang ở Thụy Khuê, Hà Nội thì có hỏi là tam thất có thể sử dụng thường xuyên hàng ngày hay không ạ? Tam thất nó có vị đắng ngọt và tính hơi ôn, cho nên là tam thất ở những người mà bình thường hoặc những người mà chúng ta hiện nay thấy là sử dụng để chữa khô, nếu cơ địa người ta là cơ địa hoàn toàn bình thường, không quá nóng không quá lạnh, thì điều đó có thể dùng thường xuyên được. Còn ở những người quá nóng thì nó sẽ có một cái tác dụng bất lợi một chút, tức là nếu uống một thời gian dài sẽ có thể gây ra một cái phản ứng mất cảm, tức là có thể gây ngứa, có thể gây mụn nhọn một chút, hoặc là dị ứng một chút nho nhỏ. Thì cho nên là ta dùng tùy thuộc cơ địa để ta dùng. Để sử dụng tam thất một cách khoa học, đem lại hiệu quả trong chữa bệnh, cần chú ý cách lựa chọn và sơ chế trước khi dùng. Lựa chọn củ tam thất hình con quay, không phân nhánh, đầu củ sần sùi, thành nhiều mấu, có nhiều vết nhăn dọc, vỏ ngoài cứng màu xám hoặc xám đen dạng sống, sau chuyển màu đen dạng sơ chế, ruột đặc màu xám, chắc nặng, vị ngọt nhạt, hơi đắng, mùi thơm nhẹ. Sơ chế. Để đảm bảo hiệu quả cao trong chữa bệnh, trước hết phải rửa thật nhanh củ tam thất bằng nước đun sôi để nguội vài lần, không cho nước kịp ngấm vào ruột. Phơi nắng hoặc sấy ở nhiệt độ 50 đến 60 độ C. Tuyệt đối không rang tam thất trực tiếp trên chảo hoặc tẩm dược liệu với mỡ gà rồi phơi sấy khô. Khi dùng mới thái lát hoặc tán bột, dùng đến đâu làm đến đó. Một số bài thuốc trị bệnh từ tam thất. 1. Chữa thống kinh, đau bụng trước kỳ kinh, ngày uống 5 g bột tam thất, uống một lần, chiêu với cháo loãng hoặc nước ấm. 2. Phòng và chữa đau thắt ngực, ngày uống 3 đến 6 g bột tam thất một lần, chiêu với nước ấm. 3. Chữa thấp tim, ngày uống 3 g bột tam thất, chia 3 lần, cách nhau 6 đến 8 giờ, chiêu với nước ấm, dùng trong 30 ngày. 4. Chữa các vết bầm tím do ứ máu, kể cả ứ máu trong mắt, ngày uống 3 lần bột tam thất, mỗi lần từ 2 đến 3 g, cách nhau từ 6 đến 8 giờ, chiêu với nước ấm. 5. Chữa đau thắt lưng, bột tam thất và bột hồng nhân sâm lượng bằng nhau trộn đều, ngày uống 4 g, chia 2 lần, cách nhau 12 giờ, chiêu với nước ấm. Thuốc cũng có tác dụng bồi bổ sức khỏe cho người suy nhược thần kinh, phụ nữ sau sinh, người mới ốm dậy.